Việt Nam lần đầu tiên có hai trường đại học nằm trong top 500 của thế giới, đó là trường Đại học Tôn Đức Thắng và trường Đại học Duy Tân. Đây là công bố ngày hôm qua của tổ chức xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education. Có 5 tiêu chí cho việc xếp hạng, gồm giảng dạy, nghiên cứu, các trích dẫn khoa học triển vọng quốc tế và thu nhập ngành. Với các tiêu chí này thì Đại học Oxford của Anh tiếp tục đứng đầu. Năm nay thì tổ chức xếp hạng đại học thế giới đánh giá hơn 1.600 cơ sở giáo dục đại học đến từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.